Nó ghê ghê làm sao á. Welcome to Pon Pon's Palace. You seem to have overslept. Don't worry, I'll assist you in getting out. Ôi sao cái bối cảnh đầu game nó giống với Ghosted of Banban quá ta. Nói thiệt chứ nổi cái tên game là tôi cũng thấy là nó có một cái điểm chung với Ghosted of Banban rồi. Gì vậy? Great job. Now, try to look around for a ventilation system. You should be able to fit into it since you're so small. Once you get in there, look for a lever. Để có cái trải nghiệm tốt nhất thì mình sẽ chơi ở cái góc nhìn thứ nhất. Chứ mình không có chơi góc nhìn kiểu như này đâu, nó lại không có kịch tính. Như cái cần gạt hồi nãy của mình là mở cái này ra đúng không ta? Cái này là cái con gì đây? Cái con đó là con gì vậy? Để bám theo coi là nó đi đâu. Anh bạn thích hợp. Mặc dù là cái bối cảnh nó khá là giống với cái con Tình Ốc Bạch Ba, nhưng mà mấy cái con thực thể thì lại không. Tại vì cái con này nó lạ lắm. Một cái hộp có hai mắt, sáu cái chân. Nãy tôi bị giật gân cái pha mà ở trong cái ống này nè. Chắc chắn là phải đi mò cái gì ở trong này rồi. Amazing. Now head back and get a ladder in the storage room to reach the main door button to get out. Cái cần gạt đó là mở cho cái cổng vừa rồi đúng không vậy? Từ từ để tôi quay lại tôi check. À không, lầm rồi. Cái cần gạt đó mở cho chúng ta thêm một cái đường gì nhờ. Mình nhớ ngoài này. Đây, ở đây nè. Thì game này 1, 2, 3, 4, 5 5 con. Thì vừa rồi là chúng ta vừa tiếp cận với cái con này mà nó, tôi không có biết tên nữa. Nói chung đó là cái hộp. Cái thang này bắt đi đâu nhỉ? Ồ, ngã rồi. Ở game này nó cũng hợp lý lắm á. Go ahead and start heading down the hall. Thằng hướng dẫn viên. Trời. Sorry about that. My systems went down. But to get into the next area, you need to hit a lever that's away from the children. It's the only way to get into Bruce Park. Blob rất thích màu đỏ. À game này nó không có nút nhảy. Cái kiểu chơi của game này nó khá là giống với cái game bắt cua gì mà bắt cua bằng cái thang á. Ồ lại thêm cần gạt nè. Không biết nó mở gì nữa. Great job. Now move forward to Bleeps Park. Ủa cái con bye bye này nó có làm gì mình không ta? Here. Let me go ahead and turn on the lights for you. Trời ơi, giật mình. If you manage to make it across the pillars, there should be a lever on the other side that opens the door to Arnold's pit. Mình không biết là mấy cái con mắt bye bye này nó có đụng chạm gì mình ha. Nói chung là mình cứ tránh xa là an toàn nhất. Game này chơi giống kiểu game bắt cua gì luôn á. Đó. Tại vì game này không có nút nhảy cho nên là mọi cái chuyển động hay là này nọ gì của mình là nó phụ thuộc vào cái thang hết á. Ok, và cái thang nó rớt xuống dưới rồi. Ồ khoan, chúng ta bắt ngang qua đây được mà. Đó, xong. Cái cần gạt ở đó không biết mở cái gì ta. Không biết bắt qua đây được không nha. Ôi
Ơi, thôi mình cứ chậm và chắc thôi. Sao nó đôi cái thang vậy rồi, sâu quá. 1 hour later. Đấy, khúc này quan trọng nè. Hồi dục cái thang cũng được. Ôi sao cái này nó điêu vậy. Ôi được rồi. Gì vậy? Cười. Go ahead and start heading over to Arnold's pit. The door should be open. Từ từ lấy lại cái thang cái. Cái chuyện gì vừa xảy ra vậy ta? Thằng hướng dẫn viên nó kêu tôi đi vô trong đây nè. Không biết trong này nó có gì nữa. Trời ơi, cao quá gì trời. Game này giống như game bắt cua chứ. You've entered Arnold's pit past midnight. Need to get out of there now. Use your ladder. Gì vậy? Trời, cái con dưới nó năng lực. Trời ơi. Trời sao nó... Trời đất. Nhìn luôn. Nhìn luôn. Sắp tới chưa ta? Nó sắp tới rồi. Giờ rớt cái thang nữa dục game. Trời. Này còn bắt thang ta hay đi bộ qua luôn trời. Không biết cái thang này nó bị lắc hay là nó cố tình nó đứng yên nữa. Trời ơi. Chậm rồi. Ủa cái này sao vô? Ủa cái cổng này làm sao vô ta? Ủa chết rồi, cái cổng này làm sao để mở ra ta? Bây giờ mình leo mình có bỏ sót gì không nhờ? Trời ơi, giờ mới chịu mở. An toàn rồi anh em. Rồi, an toàn rồi đó. Bên này nó bonus cái thang cho mình nè. Mà mình vẫn còn giữ. Gì đây? We aren't supposed to be back here. You need to make sure not to wake up any of the boxes. Be very careful. Đừng đánh thức chúng vậy. Là mấy cái con trong này hả? Game này kiểu phụ thuộc vào cái thang hết luôn á. Rồi mấy con này nhìn tởm vậy. À, cái con này là cái con mà đầu game mình đụng độ nè. Nó kêu là đừng đánh thức chúng vậy. Cái bánh kem này tự nhiên nó phát ra nhạc. Nó khiến cho tôi kiểu phải đứng yên á. Trời. Cái thang này nó bị đơ hay vậy? Ôi đùa nè. Please proceed.
Please proceed. Bên đây nó có cái cổng gì nó vừa mới mở ra nè. Không biết cái chỗ này nó dẫn tới đâu nữa. Please exit to the main hallway. Enter the party room. Party room. Vô đây ăn tiệc. Cái phòng party room này nó không biết nó có cái gì nó thất thường không nữa. Gì vậy? Có cái thang máy nó đang kéo gì lên nè. À vậy chắc là mình đi xuống rồi đó. Cái đoạn này y chang bên Golden Open Ban. Seems we've reached final destination. Huh? Not an exit. Thằng hướng dẫn viên nó nói là đây không phải là cái lối thoát mà nó dẫn đi đâu á. Ôi trời. You probably shouldn't trust strangers next time. Chuyện gì vậy? À, đây chỉ mới là cái boss 1 thôi. Nó cũng giống Golden Abyss 3 á, nhưng mà nó 80% rồi chứ nó không có hẳn là 100%. Nói chung là tôi thấy cũng ok á. Cái gì thì tôi để lên game ở phía dưới, để ai muốn chơi thì cứ việc vào trải nghiệm nhé. Bạn, và cuối cùng bạn, cảm ơn bạn đã chơi. Nói chung là đây là cái boss 1. Và việc của mình bây giờ là đợi game nó update cái boss 2. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái boss 2 của nó cũng sẽ làm tương tự như Golden Open Ban. Tại vì Golden Open Ban hiện tại là nó đã có boss 2 rồi, mình chưa có chơi. Mình là Miss. Nếu mọi người hay nhớ để lại cho mình like, một đăng ký kênh, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.